Dạ con chào cô. Chào Thảo. Dạ hôm nay có Út khỏe không cô? Khỏe, cảm ơn con. Cô Út ơi, ngày hôm nay con rất là vui khi được gặp cô Út, bởi vì khó lắm mới được gặp cô Út đó. Nói quá. Cô ơi, con nhìn thấy là nhà mình có quá nhiều hình Phật. Có thể là cô theo đạo Phật đúng không cô? Cô đạo Phật. Mấy cái hình này là cô đi hát mấy cái chùa người ta tặng cho cô. Đẹp chỉ quá. Riêng cái hình này là cô đi Ấn Độ, cô thỉnh về. Ồ, Ấn Độ hả cô? À, cái hình trong đó. Dạ, đẹp quá cô hả? Cô thỉnh về. Dạ. À, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Nghệ sĩ đời và nghề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Và chắc chắn là cuộc đời của cô như một quyển sách đầy những điều thú vị, và chúng ta hãy cùng khám phá nhé quý vị. À, cô ơi, ngày hôm nay là một niềm rất là vinh dự cho ekip thực hiện chương trình của chúng con, bởi vì được biết là cô tất bật với lại công việc và đi công tác thường xuyên. Thì cô có thể chia sẻ là công việc hiện tại của cô dạo này như thế nào không ạ? Dạo này thì cô thường đi chùa. Khi nào mà có những người tổ chức hát về từ thiện để giúp cho trẻ mồ côi hay là những người già neo đơn thì cô đi. Dạ. Có nhiều khi mấy chùa vùng sâu vùng xa người ta cũng hổ lắm thì Út thường tới. Dạ. Vậy thì làm những công tác từ thiện chắc chắn là mình cũng cảm thấy tâm hồn của mình thanh thản hơn nhiều đúng không cô? Vui lắm. Dạ, rất là vui. Vậy không biết là cô đã làm công tác từ thiện lâu chưa cô? Cũng độ trên 20 năm rồi. 20 năm rồi hả cô? Vậy là cô đi rất là nhiều nơi đúng không ạ? Dạ. Cô có thể kể cho con nghe và khán giả nghe một chút những kỷ niệm về những chuyến từ thiện của cô không ạ? Thì có những lúc mình hồi nhỏ thì mình cứ lo học tuồng rồi theo nghề, bây giờ lớn rồi cái nhiều khi mình cuộc đời còn lại thì Út tự nhiên sao Út cái tâm Út muốn vậy, cái Út đi theo mấy người bạn đi vùng sâu vùng xa, nhiều khi vô thấy những em nhỏ mà bị chất độc màu da cam thấy tội lắm, rồi từ đó mình làm như nó có cái gì nó gắn liền với mình thương. Dạ. Dạ. Anh Út đi hoài, Út đi được là vậy. Như vậy là Út cũng cảm thấy là mình hạnh phúc hơn nhiều và được chia sẻ tình cảm của mình với mọi người đúng không ạ? Cô Út thì nhắc đến tên của cô thì chắc chắn là khán giả còn nhớ rất là nhiều những kỷ niệm, những vai diễn thật là sâu sắc. Thế thì bây giờ thì cô thấy là tình cảm của khán giả dành cho cô cứ giống như là ngày xưa không ạ? Có khi không biết tại Út thấy hay là sao biết có khi thương hơn nữa. Tại vì thấy Út không chịu khó đi vô đi xa cực khổ đi thăm cô bác. Mà cái điều đó là Út rất là mong muốn. Tại vì hồi xưa Út đi hát biết đâu những khán giả mà ở xa đó, hồi xưa người ta cũng, mình đi xuống tỉnh mình hát người ta cũng có mua cái vé để vô coi mình hát. Yeah. Và cái vé đó là chính là người ta đã nuôi nấng mình cho tới hôm nay. Dạ. Thành Út muốn đi gặp để mình thăm lôn hoặc là mình đền ơn người ta. Dạ. Yeah. Đó cũng là một cách tri ân lớn nhất đối với họ đúng không ạ? Cô Út ơi, vậy thì không biết là làm những công việc từ thiện như thế này thì cô Út có cảm thấy mệt không ạ? À? Chắc chắn là làm công tác từ thiện thì rất là vất vả và đi rất là nhiều nơi. Thì có bao giờ cô cảm thấy là mình chưa chăm vén hết cho gia đình của mình không ạ? À? Không đâu, Út ở nhà thì không biết tại sao ở nhà thì cứ nó làm như nó muốn bệnh hoài, mà đi thì không sao hết. Đi thì làm như nó vui hay sao á. Dạ. Không có bệnh, không có gì hết. Mà hãy về nhà mấy đứa con, sao mới về nhà nó thấy mới bèo nhiều. Vậy là sao? Dạ. Dạ. Vậy là gặp mọi người thì tiếp thêm nghị lực và sức sống cho cô đúng không ạ? Có nghĩ vậy. Vậy thì hiện nay thì không biết là cô có những cái kế hoạch hay có dự định gì mới không ạ? Thì Út cứ vậy thôi, vì lớn tuổi rồi thì Út ước mong sao mà cho Út có sức khỏe để Út muốn đi tới đó là Út phải tới đó để thăm, hoặc là để mình còn lại những khán giả thương mình đó cùng đi với mình để có giúp đỡ người ta. Dạ. Chỉ ao ước nhiều. Cô Út biết sao không, từ lúc còn rất là nhỏ nghe cô Út hát thì con rất là thích và rất là thương những cái vai diễn của cô Út, và chắc chắn là khán giả cũng có đồng những cái cảm xúc như vậy đối với con. Thì chắc chắn là ngày hôm nay khán giả cũng rất là muốn được nghe lại tiếng hát của cô nghĩ như thế nào ạ? Thì cũng được thôi. Vâng, và bây giờ Phương Thảo xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Vừa rồi chắc chắn là khán giả cũng có đồng một cái cảm nhận giống như con. Giọng hát của cô vẫn như xưa, rất là mùi và rất là ngọt ngào. Thì để được có được một cái hình ảnh cũng như là một giọng hát như vậy thì chắc chắn là cô đã trải qua một khoảng thời gian rất là thăm trầm, đúng không ạ? Cái nghề này thì thấy nó vậy chứ cũng cực lắm. Học nó rồi phải nghiên cứu để mình hát. Hồi xưa mà như mấy thầy mấy cô dạy đó, rất là khó. Chứ không phải nói thì mấy em nó bây giờ buồn, mấy em nó nhiều có phước lắm á. Còn hồi Út đi học đó, người ta không phải dạy mình, dạy người khác cũng chung như cánh gà ngồi để học, để dành là mấy mốt mình hát cái khác. Dạ. Phải nghiên cứu lại rồi mấy mốt cái tuồng nào giống vậy đó để mình hát. Vậy là mình tự học hả tự cô? Tự học nhiều hơn. Dạ. Theo con nghĩ thì một người nghệ sĩ có nhan sắc và có giọng hát thì chưa hẳn là đã tạo được cái ấn tượng tốt cho khán giả. Nhưng đối với riêng cô Út thì chỉ cần nhìn nét mặt của cô thôi là cảm thấy rất là thương. Chính vì vậy thương luôn những vai diễn của cô nữa. Thì cô nghĩ điều này như thế nào ạ?
không biết làm sao. Có nhiều người nói gặp Út và Lan sao cái mặt dễ thương quá. Út nghĩ chắc tại cái cách cư xử hay ăn nói của mình hay là cái sinh hoạt gia đình từ nhỏ lớn của mẹ, thành ra khán giả nó thấy cái đó người ta quý mến mình. Dạ. Dạ. Thưa cô, con được biết thì đối với những người nghệ sĩ thì cuộc sống cũng như là công việc thì cũng gặp rất là nhiều thăng trầm. Chắc chắn là những cái thăng trầm trong cuộc sống của họ, những trải nghiệm của họ giúp cho những vai diễn của họ trở nên sâu sắc và tinh tế hơn. Thì không biết là cả quãng đời của cô, đặc biệt là tuổi thơ ấu đã trải qua như thế nào ạ? Cô nhỏ cực lắm. Tại vì trong gia đình Út không có ai đi hát nhiều hết á. Mà con mình Út còn say mê nghề này. Rồi ba với mẹ lại chia tay nhau lúc Út còn nhỏ lắm. Rồi Út đi theo mẹ. Rồi đi theo mẹ rồi với đi vô mấy cái đoàn hát á. Cái Út xin Út làm phụ này kia. Rồi cũng không được lâu, về nhà cái nó gặp anh Văn Dĩ. Anh Văn Dĩ ảnh mù từ nhỏ, ảnh bị nổi trái á, ảnh bị mù. Rồi cũng không có ba. Má của ảnh mới kết nghĩa với má của Út. Hai bà kết nghĩa nha. Út về thì anh Nhân Dĩ mới dạy cho Út thêm ca bài bản, ca giọng cổ. Rồi mới kéo nhau. Bây giờ cái chợ Bình Tây hồi xưa là kêu là cái chợ lớn mới. Ở trong cái đó nó có một cái nhỏ vậy nè cưng. Dạ. Để bắt những người ăn trộm, giật đồ đó. Ta đem như đó có mấy ông cảnh sát trong đó. Rồi có cái bàn đi rô với có cái giường tre. Thì cái giường tre đó mấy chú cảnh sát mới cho hai bà già ngủ. Thì Út với lại ông Nhân Dĩ tối chịu khó lấy báo ra mấy cái chỗ thất thịt đó lao. Anh thất thịt, em thất thịt ngủ. Dạ. Thì sáng thì thường thường đó thì mấy người đó buôn bán nên kêu Út hồi nhỏ là tại vì nhỏ xíu con à, kêu Út lùn. Mày lại mày kêu tao đi cầu thuê. Ví dụ như bây giờ cưng kêu Út mà mua giùm tô hủ tiếu thì cưng bán rau á, rõ chưa, cưng cho rau ăn. Dạ. Ví dụ ai bán cái gì cho cái đó về ăn. Rồi cái bữa nọ mới thấy có cái người là cũng mù, rồi có một cô bé nhỏ vậy cái dẫn hai cha con nó dẫn đi ca sao cho tiền nhiều quá. Về mấy hai anh em mới ngồi nói giờ lên xin với hai bà má này cho mình đi hát đi có tiền, chứ bây giờ có đồ ăn không mà không có tiền. Dạ. Nên mình lên xin hai bà má không chịu, nên má khóc. Thì xin quá rồi nói thôi cho tụi con hát chừng năm thôi, có tiền rồi có cái chút xíu nhà ở thì tôi cũng không đi nữa. Thì từ đó mấy hai anh em mới nhắc nhau, tất cả những chợ Vườn Chuối bây giờ với cái bùng binh Sài Gòn hồi đó, họ kêu là sạch ne đó, cứ hả đi hát cứ đâu thì là tay mấy em biển tay cứ rượu không cho hát. Út hát rồi má Út còn sao ca vậy đó, tiền vào đó nó có cái rủ sỏ hát, rồi người ta cho nhiều cứ bỏ vô cột xì dây để sẵn, còn đi ngang đó là một thải cho má đi chỗ khác hát. Dạ. Yeah. Đó thì hát được gần một năm thì ra chỗ Bầu Sen nó có cái âm đó, ông nhiều bạn ông mới thấy tội nghiệp, ông nói thôi tôi có cái trái mà nó cái nóc rách hết rồi, mấy mẹ con mua lá chầm về chỉ ở đó. Dạ. Yeah. Thì ổng mới thấy đi nhiều khi đi hát về mưa gió ướt hết trơn, ổng mới tội nghiệp, ổng nói thôi bây giờ tôi chỉ cho hai bà chị biểu với mấy đứa con nó làm, tôi đóng cái bảng đây dạy học trò. Thì anh Nhân Dĩ nó con đâu có biết dạy, thì nói vậy thì ổng nói được rồi thì không biết dạy chú Đờn em chú ca. Dạ. Trong mấy đứa kia nó nghe nó học theo chứ chưa biết cách dạy, chừng mà đông quá người ta lợi thì ổng chia giờ. Dạ. Một tuần lại mấy ngày để dạy. Lúc đó thì ở hồi đó nó có hai cái đài phát thanh, một cái quốc gia một cái phòng Á, một giờ cũng quên biết anh Thành Công bên nào nữa. Thì đầu tiên là bà Năm Cần Thơ, nghe nói trong Bầu Sen có nhỏ đó nó ca dễ thương. Ổng đi bãi vô bãi dẫn Út ra. Dạ. Ca phải lót cái ghế lên ngồi. Thì người ta gửi thơ lên đài là yêu cầu là ca nữa thì không biết sao. Bà nói giờ tôi tìm được không được nhà nó nữa. Dạ.
thì lại thôi. Thôi chứ sao, anh Thành Công nghe vậy anh đi tìm. Thiệt ra đó được lâu. Mấy chú mấy anh mới nói là chứ để cái tên này xấu quá à. Thôi bây giờ mình đặt cho nó một cái tên đi. Ở bên kia thì có Bạch Huệ rồi, bây giờ bên đây mình đặt cho nó cái tên gì cho nó đẹp đẹp. Thì mấy anh mấy chú mấy bài đến cái tiệc ngồi ăn vậy nè, đặt đủ thứ hết trơn á. Nhưng sau cùng á thì là ông Thành Công đặt chỗ Út là Bạch Lan. Dạ. Yeah. Vì bên kia Bạch Huệ, bên đây Bạch Lan. Thì Út mới cho em xin thêm chữ Út. Dạ. Yeah. Thì Út Bạch Lan. Thì anh Thành Công hỏi tại sao mà em xin chữ Út. Tại vì cái tên Út của em nó hồi nhỏ ba má nuôi không được. Rồi có cái ông hàng xóm, ổng con đông đó. Ổng mới cho ổng hay ổng đem về ổng nuôi. Út là người thứ 13, 14 vậy. Dạ. Út nhất á. Mà hồi đó mấy ông già bà già tin lắm. Nếu ai mà nuôi Út thì người ta phải chết. Dạ. Và sự thiệt là ổng đem về nuôi Út mấy tháng. Thì vì vậy thì Út hy sinh nhiều lắm tình Út. Dạ. Nghe những lời chia sẻ như vậy của cô Út thì con cảm thấy là quả thật là cuộc sống của mình có những điều mà không thể nào quên được, đúng không cô? Và điều này cũng lý giải tại sao cô được có một cái biệt danh đó là Sầu Nữ. Bởi vì có quá nhiều những điều đã diễn ra đối với cuộc sống của cô. Tại vì Út bắt đầu đi hát ra là Út hát toàn những bài buồn mà. Hát buồn cũng buồn nữa. Thành ra khán giả thương đạt cho Út cái tên đó. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài, đó cũng chính là những cảm xúc và quãng đời rất là khó khăn của nghệ sĩ Út Bạch Lan. Và chúng ta càng hiểu thêm và yêu thêm về nhân vật cũng như là cá tính của cô Út Bạch Lan. Thưa cô, vậy thì không biết là trong suốt quãng đường gắn bó với nghệ thuật của cô thì những người nào là những người luôn luôn ở bên cạnh cô cũng là ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của cô? Chỉ có bà mẹ cô. An ủi, đầy la cũng là bà mẹ của Út động viên cho Út. Thành ra ở trong giới thì thường nói là khen Út, thương Út con cái là có hiếu với mẹ. Lớn vậy đó, đi hát thành có tên tuổi mà mẹ kêu cuối dài là cũng vẫn cuối cho mẹ đó. Dạ. Thành ra những cái vai mà bà mẹ, những cái vai khổ nó nhập vô Út lẹ đó. Út ơi, thật ra người ta nói là phụ nữ thì hay đa cảm, mà phụ nữ càng đa cảm thì lại càng khổ. Út thấy đúng không Út? Cũng đúng, cũng có đúng. Bình thường nghe những cô bác lớn nói là những người mà càng hát hay thì lại cuộc đời khổ nhiều hơn. Những cái đó nó làm như là nó để nó dạy cho những con người nghệ sĩ thấm thía để mà hát hay. Dạ. Nhưng mà tại vì Út, riêng Út thì cũng có khổ gia đình dữ lắm. Nhưng mà Út thì đặc biệt là khổ với mẹ nhiều nhất. Thương mẹ. Dạ. Dạ. Lúc còn rất là nhỏ, con đã nghe một cái vở diễn là Nửa Đời Hương Phấn. Dạ. Và rất là thích vai Hương. Thì thật sự là cũng có rất là nhiều những nghệ sĩ khác đã thủ vai diễn này. Dạ. Nhưng mà quả thật là không ai có thể qua được giọng hát của cô. Chỉ có cô mới có thể hiện một cách sâu sắc và tinh tế nhất nhân vật này. Thì không biết là giữa Hương của Nửa Đời Hương Phấn và cô có cái điểm tương đồng nào không ạ? Có cái điểm đời của Hương đó, cô đi lên trên thành phố. Bởi vì Hoài Kiều qua Phượng giải thích rất rõ cái nhân của Hương. Thì mỗi lần về thăm cha mẹ là cứ nói mình đi làm để đem tiền về nuôi cha mẹ, lo cho đứa em. Rồi cuộc đời đó, muốn quá hiền, quá thật thà quen mới bị người ta gạt. Cho đến khi cổ yêu được người đó thì cổ muốn cởi cái lớp ra, không còn để bị gạt nữa, để muốn làm vợ. Thì lại bị cái gia đình không chấp nhận. Hồi xưa mà muốn tập cái tuồng hát, mình dễ nhập vai lắm. Vì tác giả ngồi tự đọc hết những vai đó rồi tác giả người ta phân tích, người ta nói cho mình hiểu để mình diễn. Dạ. Thành ra Út thấy dễ thương, rất là dễ thương. Và trong đó nó có một cái là có hiếu. Dạ đúng. Thành ra Út rất là tâm đắc cái tuồng đó. Mà bây giờ không ai có thể qua được cô Út trong vai diễn đó nữa. Dạ.
Hơn 50 năm theo nghiệp tổ sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Úc Bịch Lan trở thành huyền thoại của cải lương Việt Nam với hàng loạt những vai diễn để đời, mà đặc biệt là vai Hương trong vở diễn Nửa đời Hương Phấn, đóng cặp với nghệ sĩ Thành Được trên sân khấu Thanh Minh vào khoảng năm 1959. Không phải tên tuổi của cô chỉ gắn liền với những vai diễn, mà cũng như những nhiều danh ca khác, tiếng hát của cô, giọng ca đầy bi thương còn đi vào lòng người qua những bài vọng cổ không thể nào quên như Hoa Lan Trắng, Lan và Điệp, Người Mẹ Miền Nam, vân vân. Mấy mươi năm theo nghiệp cầm ca, có lẽ cô là người nghệ sĩ được khán giả và giới báo chí đặt cho nhiều biệt danh nhất, mà biệt danh nào cũng dường như gắn liền với những giọng ca hiếm có của cô như Đệ Nhất Đầu Thương, Nữ Hoàng Vọng Cổ, Vương Nữ Sương Chiều, Sầu Nữ Liêu Trai, Sầu Nữ Úc Bạch Lan, vân vân. Giờ đây ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng tiếng hát của cô vẫn còn khiến bao trái tim thổn thức. Có thể nói, bất chấp thời gian, giọng ca vàng của nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan như mạch nước ngầm đã len lỏi, thấm sâu vào trái tim của bao thế hệ công chúng mộ điệu của hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Có rất là nhiều những đồng nghiệp cũng như là những người yêu mến cô đặt cho cô rất là nhiều những mỹ danh. Thì không biết là trong những cái mỹ danh đó thì cô thích mỹ danh nào nhất? Ừ, thích nhất là Sầu Nữ. Sầu Nữ. Bởi vì giọng hát của cô rất là buồn. Dễ thương. Qua những cái giọng hát của cô thì cảm nhận vai diễn rất là não nuột, giọng hát rất là não nuột, rất là bi ai. Và qua đó thì thương hơn nhiều những nhân vật của cô diễn. Thì ngoài vai Hương trong Nửa đời Hương Phấn ra thì không biết là cô còn tâm đắc với vai diễn nào nữa không? Nếu nói còn thì cũng còn nhiều lắm. Giờ nhớ thì chắc nhớ không? Vai nào cũng tâm đắc hết đúng không cô? Khi hát rồi thì hồi xưa người ta ưa dùng cái câu là Donny đóng dài. Dạ. Khi mà cái đoàn đó họp đồng Hoa Công Tra kêu rút về thì tác giả thường trực của người ta, thì đó là Úc Bạch Lan, bây giờ là đạo chánh của đoàn tôi, thầy viết làm sao Donny Úc Bạch Lan vẫn là ca cái dấu nào hay, Úc Bạch Lan diễn chỗ nào thích nhất thì người tác giả đó phải viết y vậy, thành ra cái mỗi cái tuần ra hát nó có giá trị. Dạ. Mỗi tập hát một cái tuần cả năm mới mỏ cái tuần. Dạ. Thế thì đoạn diễn nào của vai Hương thì cô thích nhất và cảm thấy là mình diễn nhiều cảm xúc nhất? Màn chó. Bây giờ thì con có thể và khán giả có thể nghe lại đoạn diễn đó của cô được không? Cũng lâu quá rồi. Thôi cái đó giờ nói thẳng nghe nha. Thảo để dời lại có lúc nào đó Út tìm được lại được rồi Út học lại lâu quá không nhớ. Thì giờ thôi để Út hát cái bài rất là gần gũi với Út mà bác Diễn Châu đi viết tặng riêng cho Út á. Nói gì cuộc đời của Út. Dạ. Út hát để tặng được không? Bài gì vậy Út? Hoa Lan Trắng. À, bài này con đã nghe rồi và con cũng rất là thích nữa. Nha, Út ca bài đó. Dạ. Ca hai câu nha. Dạ, cảm ơn Út. Chứ thường thường á, ca có đờn khác, còn ca không đờn ta nói là ca chai đó. Nhưng mà chắc chắn là khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm của Út nhiều hơn. Một chuyến đò thương, một chuyến sầu, trọn đời đêm mấy chuyện thương đau, biết bao lần nói lời chung thủy là bấy nhiêu lần xa cách nhau. Dưới ánh đèn đêm trọn đời tôi đóng vai sầu nữ, suốt kiếp làm kẻ tiếng đưa bằng lời ca dao dơ mộng ban đầu. Trăm vạn lần thương là trăm vạn lần sâu, một xóm hồng lên thuyền tìm ra bến đỗ, nhưng biết chiều tàn sẽ xuôi ngược về đâu. Nhìn trời kiếm một vì sao, mười năm lạc lòng lối vào tình yêu,
đêm buồn quang vắng cô liêu, gối loan thấm ướt bao nhiêu lệ tình. Lan, Lan tên một loài hoa hay tên của một người con gái nhỏ, cùng chung số phận với duyên kiếp lá lai. Một loài hoa dương giả ngàn cây, sống nhờ cây đi làm thân tầm gơi. Rồi một xóm dương mình lên tường uống túi, được đem về nuông chiều trong chậu xứ kiêu xa, để từng đêm mơ về rừng cũ mà mơ chuyện ngày xưa của một đóa lan rừng. Thôi nhé, xin giả từ nước biếc non xanh, nơi đã vùi chôn gần nửa đời xuân thanh. Đêm nay mưa gió ngập trời, hỏi ai còn nhớ một người tên Lan. Cảm ơn cô Út rất là nhiều. À, bác Diễn theo viết cái bài này cho Út rất là dễ thương, Út rất là thích. Dạ. Và dường như những ca từ rất là sâu sắc và thể hiện rất là nhiều về cuộc sống của cô Út, đúng không ạ? Cô Út ơi, nghe lại giọng hát của cô thì con vẫn cảm thấy đúng với những gì mà con đã nghe lúc còn nhỏ, và thật sự là mặn mạ hơn rất nhiều. Ai cũng thương Út cũng nói. Như lớn tuổi rồi nó cũng không bằng hồi xưa lắm. Dạ. Út ơi, vậy thì với những cái trải nghiệm trong nghề cũng như là trong cuộc sống của mình á, thì hiện tại thì không biết là Út cảm nhận như thế nào, đánh giá như thế nào về thế hệ trẻ nghệ sĩ hiện nay ạ? Hỏi này khó nói. Út hồi nãy nhiều người hỏi Út cái này lắm. Nhưng mà thì có đôi khi mình nói thật lòng, nhưng mà mấy em cứ tưởng là mình ra vẻ, mấy em không thích. Chứ thật sự thì Út bây giờ nói một câu là Út rất là mong ước, mong mỏi sao cho mấy em nó cố gắng học và yêu cái nghề mình để đáp lại lòng thương của khán giả thôi. Chứ còn nói khác nữa Út. Dạ. Miễn cho Út ha. Dạ, cảm ơn Út rất là nhiều. Chắc chắn là đối với những thế hệ nghệ sĩ trẻ, nếu như ai muốn bước đi trên con đường nghệ thuật của mình mà tiến xa hơn nữa, thì chắc chắn là phải tiếp nhận những lời chia sẻ rất là kinh nghiệm của cô Út. Dạ. Dạ. Tại vì cái nghề mình đó, không phải riêng gì cái hơi ca mình lên sân khấu ca hay, mà là mình trở nên một người nghệ sĩ thời gian không phải vậy. Nếu mà hô đem lên để mà mình trở thành một nghệ sĩ, rất là nhiều chuyện để kể luôn đó. Ví dụ bây giờ người ta đã biết Út nhiều đó, bây giờ thả Út ra ngoài chợ Sài Gòn, Út đứng Út ca mình đó, Út Bình Lan nó ca cũng được quá ha. Chứ không có tác dụng để người ta mến thương mình. Dạ. Cái tác dụng thương mến mình đó là mình lên sân khấu. Nếu không có anh họa sĩ thì không có cảnh đẹp để cho mình hát. Dạ. Mà không có một người đờn để ve vuốt nâng niu mình thì mình cũng không thể nào hát hay được. Mà cái ánh sáng không đánh vô mặt mình cho sáng thì mình cũng hát không được. Dạ. Thì tất cả những cái này âm thanh mà nó èo hoài, một lát chẳng những hát không được mà còn bực bội. Dạ. Thành ra Út nghĩ là tất cả người ta yểm trợ cho mình để cho mình được thành một cái ngôi sao, thì giờ mình phải biết ơn và biết thương những người đó, như những người đó ở trong bóng tối không có đâu ngoài. Dạ. Vậy thì không chỉ là một người nghệ sĩ tài danh mà họ còn phải biết cách sống với mọi người. Đúng. Làm thế nào để cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất để có thể thăng hoa trong nghệ thuật, đúng không cô? Đúng. Dạ. Và như lúc đầu thì cô đã chia sẻ là hiện nay cô đã tham gia rất là nhiều những hoạt động từ thiện, thì không biết là sắp tới thì cô có những cái dự định nào nữa không ạ? Thì cũng vậy thôi. Nếu mà bạn bè hay là những người thân khán giả mà thương mến Út, hay những cái chùa mà Út và Lan ơi, bây giờ tháng tới hay là bao nhiêu ngày nữa thầy ha tôi gì tổ chức Út có đi được không, thì Út sẽ sắp xếp. Út hứa là phải đi. Vì Út rất muốn đi. Hồi xưa mình không có dịp đi, nhưng mình có dịp đi để mình đến mình thăm những cô bác đó, mình chia sẻ với người đó. Dạ. Cô Út ơi, không chỉ riêng đối với Phương Thảo mà của tất cả quý vị khán giả thì đã dành một tình cảm rất là lớn đối với cô Út, thì không biết là hôm nay nhân qua chương trình thì cô Út có lời nhắn nhủ nào cũng như là lời tri ân nào đối với lại khán giả không ạ? Út chỉ mong sao trời Phật cho Út còn cái giọng hát và cho Út có sức khỏe
để nơi nào Út cũng đến thăm cô bác được, để đó là Út đền ơn khán giả đã thương Út và đã nuôi lớn cái tên Út cho tới ngày hôm nay. Út vẫn còn được thương như thuở nào vậy. Dạ, mình cảm ơn Út. Thưa quý vị và các bạn, như lúc ban đầu Phương Thảo đã cùng chia sẻ, cuộc đời của nghệ sĩ Út Bạch Lan như một quyển sách đầy thú vị. Và khi chúng ta được khám phá thì chúng ta muốn tiếp tục lần dở những trang sách khác nữa để cùng khám phá về cuộc đời đầy gian nan cũng như là đầy biến động của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Thế nhưng trong thời lượng chương trình của chúng ta thì không thể nào tìm hiểu và chia sẻ hết về cuộc sống của cô. Chính vì vậy mà chúng ta hẹn với nhau một dịp nữa để có thể được chia sẻ, được tâm sự với cô. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn cô Út rất là nhiều. Chúc cho cô Út thật nhiều sức khỏe và hy vọng là cô vẫn tiếp tục với những đam mê của mình. Cảm ơn cô. Út cũng xin cảm ơn cảm ơn mấy cậu đã đến đây mà thăm Út và có lời thăm hỏi và để biết cái nguồn gốc mà Út trở nên một nghệ sĩ. Thì Út rất cảm ơn nhiều, một nghệ sĩ lớn tuổi như Út mà được đến thăm mà như vậy là Út mừng lắm. Cái thứ hai nữa là Út xin nhờ các em, các cháu trên đài cho Út chuyển lời cảm ơn quý khán thính giả đã thương mến Út, đã nuôi nấng cái tên Út tới bây giờ. Út cảm ơn rất là nhiều. Út cầu mong trời Phật độ cho tất cả khán giả khắp miền, khắp nơi có sức khỏe dồi dào. Cảm ơn Út rất nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay chỉ với ít phút ngắn ngủi thôi, chúng ta đã được tâm sự và đã hiểu rất nhiều về cuộc sống của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Và tin chắc rằng một ngày gần đây thôi, chúng ta sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan để cùng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của cô. Thưa quý vị, đến đây chương trình xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Dưới ánh đèn đêm trọn đời tôi đắm vai sầu nữ, suốt kiếp làm kẻ tiếng đưa bằng lời ca dao dơ mộng.